Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Phim mới của Trời Lại Diện nhận cơn mưa lời khen trên đầu bàn. Theo như mình thấy, bên cạnh Thắp Sáng Anh, Sự Ấm Em thì Gió Thổi Bán Hạ, Tên Cũ, Dạ Man Xin Trượng chính là tác phẩm nhận được nhiều sự chú ý của khán giả những ngày gần đây. Phim do Trời Lại Diện và Hữu Hào đảm nhận vai chính lên sóng ngày 27 tháng 11 vừa qua. Dạ Man Xin Trượng được chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vạn Sinh của tác giả A Nại, xoay quanh câu chuyện về Hứa Bán Hạ, một cô gái nhỏ bình thường nhưng mang trong mình hoài bão lớn, không ngừng nỗ lực vươn lên để đạt được thành công, mở ra thời đại mới cho riêng mình. Tuy chỉ mới lên sóng nhưng mình thấy phim nhận về những thành tích khá tốt về mặt rating trên hai đài Chiết Giang và Giang Tô. Về phần phản ứng của khán giả, tuy vẫn có những ý kiến trái chiều nhưng mặt bằng chung mình thấy đánh giá khen ngợi vẫn áp đảo hơn nhận xét tiêu cực. Bên cạnh những lời khen Trời Lại Diện diễn tốt, tạo hình xinh đẹp, đứng cùng Âu Hào trông thật xứng đôi vừa lứa, thì cũng có không ít ý kiến bày tỏ tình tiết, cốt truyện được xây dựng khá trống rỗng. Cụ thể thế nào hãy cùng mình điểm qua và đánh giá trên đầu bàn nhé. Năm sau, rất thích những bộ phim thể loại tự mình dựng nghiệp thế này, mới xem tập 1 mà cảm thấy hài lòng không thôi, bị Hứa Bán Hạ của Trời Lại Diện thu hút rồi, hy vọng có thể sớm xem những tập tiếp theo. Năm sau khi xem xong tôi chịu muốn nói, Trời Lại Diện đúng là không cùng level với diễn viên cùng lứa khác. Năm sau, diễn xuất của Trời Lại Diện trong phim này quá tốt, diễn mang lại rất nhiều cảm xúc. Thật sự rất phục khả năng chọn kịch bản của cô. Năm sau, có thể thấy được sự tiến bộ của Trời Lại Diện trong diễn xuất qua những phim gần đây, mỗi một nhân vật được thể hiện khá tốt, tôi đánh giá bộ phim này năm sau. Năm sau, đã xem, diễn xuất tốt, tình tiết hay, đều là diễn viên dày dặn kinh nghiệm, tiến cử mọi người xem nhé, Trời Lại Diện phim này cũng nỗ lực, có tiến bộ nhiều. Năm sau, phim nào của Trời Lại Diện cũng hay, Hứa Bán Hạ quá mạnh mẽ, thông minh và tài giỏi, cứ như con người Trời Lại Diện vậy. Năm sau, tác phẩm mới của Trời Lại Diện chất lượng ổn đấy, từ đạo diễn đến chế tác, kịch bản, diễn xuất đều không thể chê vào đâu được. Trời Lại Diện cũng rất ưu tú, đứng chung với Âu Hào rất hợp đôi. Hai sao, tôi cảm thấy nội dung của Gió Thổi Bán Hạ khá trống rỗng, xem 4 tập mà chưa cảm nhận được sức hấp dẫn của các nhân vật chính. Hai sao, phim được xây dựng trong bối cảnh những năm 90 nhưng cảm giác mang lại cho khán giả là những năm của thế kỷ 20 vậy. Từ khung cảnh xung quanh đến nội thất trang trí trong nhà, chẳng điểm nào nhìn ra dấu vết của những năm 90 cả, có chăng chỉ là một nhóm người của năm 90 đang kinh doanh bằng miệng mà thôi. Không biết các bạn xem xong có cảm nhận thế nào, riêng mình thì mình rất thích nội dung của Gió Thổi Bán Hạ, chẳng những đề tài lập nghiệp, những cuộc chiến trên thương trường đầy hấp dẫn, kịch tính mà tạo hình, diễn xuất của Trời Lại Diện và Âu Hào trong phim này cũng khá tốt nữa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.